nhanh lên, chạy nhanh lên, quái vật. Quái vật, cứu tôi với, cứu tôi với. Phải đi ngay, nếu không quái vật quay lại thì khốn. Cậu không phải đi đâu cả, cậu cứ ở đây, chúng mình sống chết có nhau, lo gì. Ôi dạ, cậu bé tí tẹo thế kia thì giúp gì được ai đi chứ. Tê Giác, Tê Giác. Ở đằng kia có quái vật. Sao, quái vật à? Vâng, kinh khủng lắm, anh cứu anh với. Được, cậu cứ yên tâm, tớ sẽ giúp cậu. Tớ phải đi đây. Ơ kìa anh voi, anh đi đâu đấy? Tớ phải về nhà, có tí việc mà. Có việc gì nói mau. Dạ, có một quái vật vừa xâm phạm địa phận rừng xanh ạ. Quái vật hả? Rõ thật. Kẻ nào dám xâm phạm đến địa phận của ta, sẽ chắc ta làm chân mảnh. Dạ, thưa ngài, tôi xé xác luôn ra. Được, 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 được. Đúng là quái vật thật rồi. Cứu tôi với, cứu tôi với. Sư tổ, xoáy đông, hết sát nó cho ta. Bước ra xa đi, bước ra xa đi.
Thank you.